Hello cả nhà, chào mừng cả nhà đến với kênh của cô gái Đà Thành. Hôm nay mình xin chia sẻ cách nấu chè bà ba, hay còn được gọi là chè thân. Là một món chè thập cẩm truyền thống có nguồn gốc từ Nam Bộ và được rất nhiều người ưa thích. Chắc hẳn những ai đã thưởng thức món chè này thì sẽ khó mà quên được vị chè béo ngậy của nước cốt dừa, cùng sự kết hợp hài hòa giữa các nguyên liệu mang lại. Cả nhà xem và làm cùng mình nha. Nấu chè bà ba, mình sẽ chia ra 3 công đoạn cho các bạn dễ hiểu nha. Công đoạn 1 chủ yếu ngâm và sơ chế các nguyên liệu. Trước tiên, mình rửa sạch 100g đậu xanh và ngâm với nước tầm khoảng 4 tiếng. Hoặc tốt nhất là các bạn ngâm qua đêm để đậu nở mềm, giúp quá trình nấu chè nhanh hơn nha. Đậu phộng thì mình cũng cần 100g, các bạn cũng đem đi ngâm nước cùng lúc với đậu xanh nha. Mình cũng rửa sạch 60g bột báng và 60g bột khoai, rồi đem đi ngâm với nước cho nở mềm. Các bạn ngâm tầm khoảng 2 tiếng thì bột khoai và bột báng nở mềm rồi. Nấm mèo mình sử dụng cỡ 30g, các bạn cũng ngâm với nước cho nữa nhé. Các bạn có thể thay nấm mèo bằng phở tay cũng ngon lắm đó nha. Khoai lang, khoai môn, khoai mì, các bạn gọt vỏ, sau đó cắt nhỏ nhỏ vuông vuông bằng cỡ một lóng tay nhé. Khoai lang vàng mình sử dụng cỡ 500g, còn khoai môn vàng mình sử dụng cỡ 150g và khoai mì thì mình sử dụng cỡ một củ tầm khoảng 200g nhé. Xong rồi thì các bạn rửa sạch, sau đó ngâm với nước muối để cho ra hết nhựa nha. Khi các bạn cắt khoai mì, các bạn nhớ bỏ chỉ ở giữa khoai mì đi nha. Tiếp đến là tới công đoạn 2. Sau 4 tiếng ngâm rồi thì các nguyên liệu đã nở mềm, thì mình sẽ đi rửa sạch và để ráo nước nha. Đậu xanh mình đãi sạch rồi, sau đó đem đi hấp nhé. Nước sôi mình mới đổ đậu vào sửng hấp nè. Hấp chín thì cỡ 15 đến 20 phút là đậu chín mềm và không nát. Đậu phộng thì mình cũng rửa sạch luôn rồi đem đi luộc cho đậu chín mềm. Mình có cho một nửa muỗng cà phê baking soda hay còn gọi là muối nữa để cho đậu phộng nhanh mềm. Luộc tầm khoảng 20 phút thì đậu phộng mềm đó. Trong thời gian chờ đậu xanh và đậu phộng chín, mình sẽ đi vớt bột báng và bột khoai ra và để ráo nước nhé. Còn nấm mèo thì mình rửa sạch lại, sau đó cắt sợi nhỏ nhỏ. Và đây là đậu phộng đã chín mềm sau 20 phút luộc. Sau
Sau khi đậu xanh chín thì mình sẽ lấy ra và đổ các loại khoai vào và hấp tầm khoảng 10 phút nha. Và đừng quên chuẩn bị 5 đến 6 lá dứa để cho vào chè nấu cho thơm nha. Tiếp đến là công đoạn 3, mình sẽ đi nấu chè nha. Chè bà ba này ngon là có sự kết hợp với nước cốt dừa. Mình sử dụng cỡ 300g nước cốt dừa tươi nha. À, mình có xin nước cốt dừa giảo là nước thứ hai sau khi vắt xong nước cốt dừa lần 1. Mình cho vào nồi 1 lít nước cốt dừa giảo cộng thêm 2 lít rưỡi nước. Nếu các bạn không có cốt dừa giảo có thể thay bằng nước hoàn toàn nha. Tiếp đến các bạn cho vào một bó lá dứa đã buộc sẵn nha. Xong rồi cho khoai lang, khoai môn và khoai mì vào luộc luôn nhé. Rồi tiếp đến cho nước cốt dừa vào nấu cùng khoai cho thơm béo luôn nè. Vì khoai đã hấp chín sơ rồi nên sẽ nhanh chín lắm. Các bạn chú ý đừng để khoai bị nát quá nhé, thì sẽ trông xấu nè. Hoặc các bạn có thể thử bằng cách thấy khoai chín mềm thì là đạt rồi đó. Tiếp theo mình sẽ cho đậu phộng và đậu xanh vào nấu cùng nha. Kế đến mình sẽ cho bột khoai và bột bán vào nấu cùng cho tới khi bột khoai và bột bán mềm dẻo. Các bạn để bếp với lửa vừa thôi nha, để đun sôi liu riu nhé. Mình nấu tầm khoảng 2 phút thì bột bán và bột khoai mềm. Tiếp theo mình sẽ cho vào nồi 500-600g đường. Các bạn nêm nếm cho phù hợp với khẩu vị của gia đình mình nha. À, các bạn có thể dằn xíu muối cho chè có vị ngọt thanh đậm đà nè. Nấu gần xong rồi mình vớt lá dứa bỏ đi nha. Để tạo độ sánh cho chè, lưu ý là không được đặc quá nha. Các bạn cho vào chén 40g bột năng và hòa tan cùng với một xíu nước. Sau đó các bạn đổ từ từ hỗn hợp bột năng này vào nồi chè nha. À các bạn ơi, khi chè còn nóng thì các bạn sẽ thấy chè hơi lỏng và chưa sánh lắm. Nhưng mà xíu nữa chè sẽ nguội và sánh lại nè. Nên các bạn đừng vội bỏ bột năng nhiều nha, không là chè sẽ đặc lắm đó. Các bạn tiếp tục đun sôi trở lại. Sau đó cho nấm mèo vào và trộn đều lên. Nấu tầm khoảng 2 phút là nấm mèo chín. Tiếp theo các bạn kiểm tra độ sánh thấy vừa phải, nêm nếm độ ngọt vừa rồi thì các bạn tắt bếp nha. Xong rồi các bạn múc chè ra chén và thưởng thức thôi. Chè này thì các bạn có thể ăn nóng hay ăn lạnh đều ngon hết đó. À, các bạn có thể mix thêm các loại nhân, khoai môn, đậu đỏ, hạt sen thêm, ăn sẽ ngon hơn nữa luôn nè. Wow, nhìn phái phái chảy nước miếng chưa? Thành phẩm phải nói là ngon tuyệt của mèo luôn. Chè có hương thơm béo của nước cốt dừa và mùi lá dứa thoang thoảng nữa. Rồi vị bùi bùi của đậu phộng và các loại khoai kết hợp lại tạo nên nét đặc trưng cho món chè bà ba này. Và đặc biệt là món chè này có nhiều nguyên liệu đầy chất dinh dưỡng rất tốt cho sức khỏe. Nên cả nhà nhớ làm và thưởng thức nha. Và đừng quên bấm like theo dõi ủng hộ kênh mình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.